Xin chào các bạn. Đây thoạt nhìn thì các bạn ai cũng bảo đây là ruộng ngô, chứ không phải là ruộng khoai. Đúng không các bạn? Thế nhưng các bạn nhìn kỹ bên dưới cho mình, đó là ruộng khoai lủi, mình xen ngô các bạn nhé. Khoai lủi, khoai trứng đấy, khoai môn đấy các bạn. Đây, cây khoai môn của mình vừa mới trồng được, hôm nay là được 1 tháng từ khi mình trồng. Mình trồng khoai xong mình xen ngô vào các bạn ạ. Đó. Thoáng qua thì bảo là ruộng ngô, nhưng mà khoai là ở bên dưới, mình vẫn trồng khoảng cách cây khoai. Thế xong mình trồng xen 2-3 hàng ngô để lấy cây cho trâu và cây ngô nếp nhé các bạn. Đây là ngô nếp. Cái giống khoai này của mình nó cũng rất là ngắn ngày và nó cũng mình trồng ngô cũng thưa, nên là nó không ảnh hưởng gì, cây gì nó ảnh hưởng cây gì các bạn ạ. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách vun cây khoai, chăm sóc cây khoai làm sao cho củ khoai nó tròn, cho nó đẹp. Đấy, các bạn xem những cái video của mình trước thì các bạn bảo lý do tại sao mình làm thế nào mà khoai của mình củ nó tròn thế, nó đẹp thế, mà khoai của các bạn ý lại củ nó cứ dài ra và nó không tròn củ khoai. Đây mình ví dụ cho các bạn xem cái cây khoai này. Đó, mới được 1 tháng thôi, thế nhưng mà đây nó đang bắt đầu đẻ củ khoai con này các bạn này. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ bón phân xung quanh. Đây, cây này bắt đầu đẻ cây này các bạn này. Đó. Đây, cây này thì mình trồng nó nổi hơn là nó bắt đầu nó đẻ lên trên, còn cây này thì bắt đầu nó đẻ. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Thế là bây giờ đây là cái giống khoai của mình là giống khoai lùn nhá, chứ không phải là giống khoai cao cây như của các bạn ở trên Tây Nguyên. Đây, đây là cây khoai dọc đen, dọc tím của mình thì bây giờ bắt đầu mới đang nứt. Nứt để nó mọc cái mầm con này. Đó các bạn, đấy. Thế nên là bây giờ mình phải vun kịp thời. Mình hãy cho cái phân bón phân bọ đỏ vào xong bắt đầu là mình vun. Lần này là mình bón lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng mình vun nó vào. Thế xong rồi là khoai của mình nó sẽ không lên mầm nữa và nó sẽ đẻ củ tròn ở bên dưới nhé các bạn. Ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn mình bón cái loại phân này. Đây là loại phân đỏ, phân gọi là phân cao cấp đấy các bạn. Và bây giờ cái cây khoai, bón khoai như thế này thì các bạn hãy bón xung quanh cho mình nhé, cỏ dại đi nhưng mà mình không cần phải đấy. Các bạn hãy bón phân xung quanh tán gốc cho mình. Đấy, xong bắt đầu các bạn hãy vun vào cho mình nhé, ngô kệ nó, cỏ kệ nó và các bạn hãy vun vào cho mình. Đó các bạn, chúng ta hãy vun như thế này. Lý do tại sao mà mình lại chia sẻ với các bạn là vun sớm như thế cây khoai còn thấp, vì cây khoai này của mình nó là cây khoai lùn, cái giống khoai lùn nhé các bạn, nó không cao đâu. Đến khi mà nó tốt mà chúng ta thu hoạch ấy, thì nó cũng chỉ cao bằng đầu gối và hơn đầu gối một chút thôi. Thế nhưng mà nó cũng chỉ có một khóm lên thôi, một cây nó lên thôi các bạn ạ. Đó. Đấy, thì sau này là cái củ con của nó là nó sẽ ăn ở dưới này, chứ nó không tòi cái mầm con lên nữa và củ của nó không bị dài nữa các bạn ạ. Và mình xen ngô nếp thì cái giống ngô nếp này là thời gian sinh trưởng của nó cũng chỉ có 2 tháng thôi. Còn cái khoai này của mình bây giờ mình trồng thì nó cũng chỉ có 3 tháng thôi các bạn ạ. Khi mà mình thu hoạch xong ngô thì khoai của mình cũng sắp lụi rồi. Khoảng độ 1 tháng sau thì là mình cũng thu hoạch khoai luôn. Con để ra chỗ xe rùa cho bà xin. Để vào xe rùa cho bà nhé. Đó. Vun như thế nhé các bạn. Rất là đơn giản. Nếu các bạn mà để cho cái cây nó lên nhiều quá thì là sau này cái củ khoai của mình nó không được tròn. Và mình cũng xin chia sẻ với các bạn cái video này và mình xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn thành công trong cách chăm sóc cây khoai môn, khoai trứng. Làm sao để cho nó củ nó tròn, củ nó đẹp và nó củ nó không dài nhé các bạn.
nó chỉ có một cây lên thôi. Xong mình bây giờ mình bón phân vào là nó lên đấy các bạn ạ. Thoạt nhìn thì tưởng ruộng ngô đấy, mình xen ngô hết lượt các bạn ạ. Và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.